Môn đăng hộ đối. Mẹ, con và Sao đã quyết định sẽ gắn bó với nhau. Hôm nay con đưa Sao về đây để xin mẹ cho phép. Hôm nay trong người mẹ thấy mệt quá, chắc mẹ phải vào nghỉ một chút, để hôm khác nói chuyện này nha. Kìa mẹ, con to gan thật, dám đưa đứa con rơi con vải đó về đây. Mẹ ơi, Sao là người rất tốt bụng và chu đáo, khắp trong bản ai ai cũng thấy. Con xin mẹ đừng chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy mà phản đối chuyện chúng con. Con xin mẹ cho chúng con một cơ hội, nhất định mẹ sẽ thấy Sao là người con gái tốt. Sống trước đổ đâu, sống sau đổ đấy. Nó chắc chắn là đứa chẳng ra gì đâu, con hãy quên ngay nó đi. Mẹ. Vì sao? Em bình tĩnh nghe anh nói đã. Em không muốn vì em mà anh với mẹ bị bất hòa đâu. Em ngốc thật đấy, mẹ cũng là một người hiểu chuyện. Có lẽ chúng mình về thưa chuyện đường đột quá nên mẹ bất ngờ thôi. Sao, nghe anh nói này, hãy kiên nhẫn thêm một chút, nhất định mẹ sẽ đồng ý chuyện của chúng mình. Mấy ngày hôm nay mẹ có vẻ mệt, ngày mai anh sẽ lên đằng đỉnh núi phía Tây cùng với cậu Sửu kiếm ít sâm về cho mẹ. Đợi sức khỏe mẹ khá hơn, mình sẽ lại cùng thưa chuyện với mẹ em nha. Đã dặn là về sớm rồi mà giờ còn chưa về. Đây là món canh măng thằng Mộc thích nhất, trước khi đi còn cố dặn mẹ nấu nữa chứ. Còn không về sớm á thì không khéo nguội hết bát canh măng, mất ngon. Mộc về đấy hả con? Là cháu Sửu đây. Cháu Sửu đây à? Thế à, thằng Mộc nhà bác đâu rồi? Bác ơi, cháu xin lỗi, Mộc bị rơi xuống khe vực quá sâu và hiểm trở, cháu không thể đưa cậu ấy về đây với bác được. Hả? Mộc ơi, Mộc à, con tôi đâu? Mộc ơi. Kìa bác, anh Mộc. Không, con của tôi sắp về rồi, nó đang về với tôi mà. Mộc ơi. Bác ơi, anh Mộc thật sự không thể trở về được nữa rồi. Đã bao ngày nay bác mê man không tỉnh, cứ thế này anh Mộc sẽ chẳng thấy yên tâm được đâu bác. Bác hãy mạnh mẽ lên, cháu sẽ thay anh Mộc ở đây chăm lo cho bác. Ủa, bác ấy đi đâu rồi? Bác ơi, bác có thấy bác Mừng đi đâu không ạ? Lúc chiều tôi thấy bà ấy đi về phía rừng. Bà ấy vẫn chưa về sao? Hả? Bác ấy vào rừng ư? Không phải bác ấy lại đi tìm anh Mộc sao? Trời sắp sập tối rồi. Bác Mừng, bác Mừng ơi! Mộc ơi! Kìa bác, trong rừng đêm nguy hiểm lắm, để cháu đưa bác về. Cô là ai? Buông tay tôi ra đi, để tôi đi tìm con của tôi. Bác ơi, bác cẩn thận, phía trước là vực sâu đấy bác. Bỏ tôi ra, để tôi đi tìm con tôi. Bác ơi, bác cứ thế này thì anh Mộc có ở suối vàng cũng không an lòng được đâu. Xin bác hãy bình tĩnh lại. Cô nói sao? Con tôi ở đâu? Không, nó đang về với tôi mà. Mà không, con ơi, mẹ sẽ đi theo con. Bác ơi, cháu xin bác mà. Bác ấy cứ như người mất trí vậy. Phía trước là vực thẳm rồi. Mộc ơi, con ơi, đợi mẹ với. Mẹ ơi. Không, cậu không phải là con tôi. Con tôi đi đâu mãi chưa trở về. Mẹ ơi, con là Mộc đây, mẹ đến với con nào. Mẹ ơi, con ở đây cơ mà. Mộc. Vâng, con Mộc đây. Mẹ ơi, trước khi đi, con dặn mẹ ở nhà nấu cho con bát canh măng mà. Sao mẹ lại ra đây? Mộc ơi. Con Mộc đây. Canh măng nguội hết rồi con. Để con đưa mẹ về nha.
Mộc, con ơi! Là cô, là cô hôm qua ở trong rừng đưa ta về sao? Con của ta đâu? Sao cô lại... Cháu... Dạ, cháu xin lỗi. Hôm qua đã giả là anh Mộc để đưa bác về nhà. Trong rừng đêm thật sự rất nguy hiểm. Bác ơi, cháu biết bác rất đau lòng, nhưng thật sự anh Mộc không còn nữa. Xin bác hãy sớm bình tâm trở lại. Thằng Mộc không còn thì sao cô còn ở đây? Bác, xin bác hãy để cho con được thay anh Mộc ở đây chăm lo cho bác. Còn chuyện trăm năm của cô thì sao? Thời gian qua vì thằng Mộc, cô đã chăm lo cho ta đủ lắm rồi. Cô cũng đã cắt đi cả bộ tóc dài của mình vì ta. Tất cả như vậy đủ lắm rồi. Ta thật lòng cảm ơn cô. Từ bây giờ ta sẽ tự lo cho mình được. Cô đừng lo cho ta nữa. Hãy tự lo cho cuộc sống của mình đi. Bác, xin bác đừng bảo con đi. Cả cuộc đời này con đã nguyện ở bên anh Mộc rồi. Nay anh ấy không còn nữa. Xin bác hãy coi con như là phận con cái trong nhà, để con được thay anh ấy chăm sóc, phụng dưỡng cho bác. Con không trách giận ta đã từng phản đối chuyện hai đứa hay sao? Đó là lỗi của bọn con khi đã thưa chuyện quá đường đột. Chúng con đều nghĩ rằng sớm muộn rồi bác cũng đồng ý cho chúng con. Chỉ tiếc rằng ta đã để mình chìm trong nỗi đau quá lâu, mà càng lúc càng trở nên quá vô tình. Ta nhận được sự quan tâm chăm nom của con mà cứ coi đó như là điều mặc nhiên vậy. Thằng Mộc nó nói đúng. Nó nói con tốt bụng, nhân từ. Ấy vậy mà khi ta hiểu ra điều này thì sao lại muộn màng quá vậy? Tấm lòng, bản chất của một con người đâu thể đánh giá qua hoàn cảnh gia đình của họ. Tiếc rằng ta bằng này tuổi rồi mà vẫn hồ đồ. Ta đã không phải với con. Mẹ. Viên xương khớp Sobi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Sobi nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Ông tổ nghề chiếu. Bộ phim dựa trên giai thoại có thật về cuộc đời của trạng nguyên Phạm Đôn Lễ, người được suy tôn là ông tổ nghề chiếu ở làng Hới, Thái Bình. Ê, khổ thân con hàng nước, còn trẻ mà đã quá chồng. Cũng may á, có được thằng con trai vừa khôi ngô lại rất thông minh á. Ngày mai là hội làng rồi đó, cô cho thằng bé Lễ ra hội làng chơi cho vui hen. Dạ vâng, bác nhắc thì em mới nhớ đó ạ. Tí nữa thì em quên mất là ngày mai có hội to nhất năm rồi. Chị ơi, nhờ chị khiêng giùm chúng tôi tới quảng đằng kia với. Tự dưng lại có một người bị đau bụng chị ạ. Dạ vâng, vâng ạ. Nè nè, Lễ à, con bám theo mẹ nha. Trời ơi, thằng bé đâu rồi? Lễ ơi, Lễ à, Lễ. Sắp tối rồi, thuyền cũng sắp về tới nhà rồi đó, chuẩn bị xếp đồ thôi. Hả? Sao lại có tiếng trẻ con khóc ở đây? Ông chủ ơi, ở đây có một thằng bé nè. Ôi trời ơi, cháu ở đâu thế? Sao lại ở trên thuyền của ta? Cháu không biết. Trời ơi, chắc thằng bé bị lạc rồi. Giờ biết làm sao đây thưa ông chủ? Thôi, ta mang thằng bé về nhà đã. Ngày mai người hãy quay trở lại từng ngôi làng đã ghé qua để hỏi thăm xem sao. Hey, tự nhiên làm việc không đâu. Thằng bé này cứ sống với ông chủ cũng tốt. Ông chủ vừa giàu có lại nhân hậu. Mai nhân cơ hội này ta bỏ đi về quê thăm nhà một thời gian. Sau này quay lại cứ nói với ông chủ là đã tìm rồi nhưng mà không thấy. Cháu bé à, đây là nhà của ta. Từ giờ cháu hãy ở lại đây, đừng sợ hãi gì hết. Ta sẽ coi cháu như con của mình. Đây là Bằng, con trai ta. Bằng à, từ giờ hai con sẽ học chung cùng một thầy.
cùng bảo ban và yêu thương, đùm bọc nhau như hai anh em, các con nhớ chưa? Dạ vâng, thưa cha. Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc mà Phạm Đôn Lễ đã trưởng thành. Kỳ thi hương, thi hội cũng đã đến. Cậu dần dần xuất sắc vượt qua và đỗ thủ khoa ở các kỳ thi, được phong chức trạng nguyên niên hiệu Hồng Đức thứ 12. Ta đang cần một sứ giả đi công cán nước láng giềng. Ta mong quan trạng mới lên đường, hãy mang tài năng và trí tuệ của mình để giúp cho tình giao hảo của hai nước thêm bền chặt. Phạm Đôn Lễ, khanh thấy sao? Vâng, thần xin tuân lệnh. Ở đây khung cảnh cũng thật là bình yên quá. Dạ thưa quan trạng, ở vùng này nổi tiếng với nghề dệt chiếu từ nhiều đời nay. Những tiếng động đều vọng ra từ những nhà bên đường là do họ đang làm việc đó ạ. Hạ Kiểu, ta nhất định phải nán lại ở đây để học nghề chiếu, mang về dạy lại cho người dân đất nước của ta mới được. Sau khi đi sứ trở về, ta thấy có gì đó chưa ổn. À đúng rồi, tại sao không đặt khung dệt nằm ngang cho dễ dàng hơn trong việc dệt chiếu? Dạ bẩm quan, có chuyện không hay rồi ạ. Có chuyện gì vậy? Dạ từ đêm hôm qua cho tới bây giờ, mưa lớn kéo dài, đê luộc bị lở mạnh rồi ạ. Nếu tình trạng này còn kéo dài thì e rằng đê không giữ được sẽ vỡ mất ạ. Thôi chết, nếu như đê vỡ thì sự tình e rằng gây go. Người hãy truyền lại lệnh của ta tới các binh lính. Chúng ta sẽ lập tức cắt cử toàn bộ binh lính trong huyện ta đi hộ đê. Dạ thưa quan, con thiết nghĩ là để tránh điều không hay, chúng ta cứ bẩm tấu xin với nhà vua trước khi làm có được không ạ? Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng thế này mà còn chờ chuẩn tấu thì e rằng nguy mất thôi. Nhà ngươi cứ làm đi, có gì ta sẽ chịu trách nhiệm trước bệ hạ cho. Vậy là nhờ có Đôn Lễ mau chóng ứng phó với đê luộc mà người dân tránh được một trận lũ. Hoàng thượng, công chúa ốm từ đêm hôm qua, ngự y đã dốc lòng dốc sức mà bệnh tình vẫn không khỏi, thiếp e rằng. Hả? Trời ơi, gọi tất cả ngự y giỏi nhất trong triều tới cứu công chúa cho ta đi. Khoan thưa hoàng thượng, theo thần từ trước tới nay công chúa vốn có sức khỏe rất tốt, nay công chúa bỗng dưng bị trọng bệnh mà những danh y dù tài giỏi đến mấy cũng không tìm ra, là do một nguyên nhân sâu xa, rất có thể liên quan đến tên Phạm Đôn Lễ đó ạ. Nguyên nhân là gì? Nhà ngươi mau nói ra đi. Dạ chẳng phải cách đây ít bữa, quan Phạm Đôn Lễ từng cùng dân làng và binh lính đắp đê cửa luộc. Thần tin chắc chắn rằng việc này đã phạm đến long mạch rồi thưa đức vua. Nhưng lần ấy chính Phạm Đôn Lễ cũng đã cứu giúp nhân dân để tránh được trận lụt bỗng dưng ập đến còn gì. Theo như thần được biết thì vùng cửa luộc là nơi tụ khí của đất trời, sức linh thiêng, mà trước khi đắp đê lại không có thờ cúng động thổ, bệ hạ, việc làm của hắn chắc chắn đã phạm đến thần linh rồi. Người nói đúng, hãy truyền lệnh của ta khép Phạm Đôn Lễ vào tội phản loạn, cắt bỏ chức quan trở thành thường dân cho ta. Dạ vâng. Con à, bao nhiêu năm học hành thi cử làm quan, cuối cùng thì con lại trở về thành một thường dân thế này, ta thật không đành lòng. Thưa cha, triều đình nhiễu nhương, nịnh thần, quan tham hoành hành, con thật lòng đã muốn từ quan rồi cha. Nay con không làm quan, ta cũng vẫn tự hào vì con. Theo ta, để khỏi phí bao năm đèn sách, hay là con mở lớp dạy học ở đây để giúp người dân được không? Trong thời gian đi sứ, con đã học được nghề làm chiếu của nước láng giềng. Tuy nhiên, khách dịch của họ chưa thật sự mang lại những chiếc chiếu đẹp và bền. Con sẽ mang nghề chiếu truyền lại cho người dân. Thật vậy hả con? Vậy thì tốt quá rồi. Thưa cha, từ khi được cha mang về nuôi nấng, con luôn biết ơn cha. Tuy không có công sinh thành, nhưng cha có công nuôi dưỡng. Giờ đây con muốn tìm lại gốc gác của mình. Con mong cha đừng giận con ạ. Con nghĩ thế cũng phải. Ngày hôm đó con thuyền của ta đã đi qua tất cả 5 ngôi làng. Ta sẽ ghi lại cho con những ngôi làng đó. Con hãy thử đi tìm lại xem sao.
Nè cụ ơi, cụ ơi. Dạ vâng, quý khách uống gì ạ? Cụ cho tôi chén nước với ạ. Dạ vâng. Cụ có vẻ nhiều tâm sự quá, cháu phải gọi mấy lần thì cụ mới nghe tiếng. Vâng, xin lỗi cậu, tôi già rồi, lẩm cẩm, trong lòng lúc nào cũng thương nhớ về đứa con nhỏ bị lạc năm lên 3 tuổi. Cụ có con bị lạc ư? Năm lên 3 tuổi sao? Vậy con cụ có đặc điểm gì đặc biệt không ạ? Con trai của tôi có một nốt ruồi son đỏ dưới bắp chân rất to. Mẹ ơi, từ giờ mẹ không phải tìm nữa, không phải đợi nữa đâu. Đứa con đó đang ở trước mặt mẹ đây nè. Quan khách nói sao? Con đã bị lạc trong lần đi xem hội hôm đó, được cha nuôi mang về nuôi nấng, và sau đó học hành thành tài, thi đậu trạng nguyên. Năm nay con đã cáo quan về đây, con muốn tìm lại nguồn gốc của mình. Thật may con đã tìm được mẹ. Ơn trời, cuối cùng ông trời rung rủi cũng cho mẹ con ta được gặp lại nhau rồi. Bà con lưu ý nha, khung giờ này khác với khung giờ tôi đã được học của người dân bên nước láng giềng. Khung này nằm ngang để thao tác dễ dàng hơn là khung giờ đứng. Ngoài ra, tôi cũng tạo thêm phần ngựa đỡ cho khung giờ, thêm sợi dây dọc trục giúp cho chiếu được chắc chắn hơn. Từ nay, người làng Hới chúng ta có thêm nghề dịch chiếu. Nghề này chắc chắn sẽ giúp bà con cải thiện cuộc sống sau này. Phạm Trung Lễ đã tìm về làng Hới, quê hương của mình, nơi người mẹ trông ngóng ông suốt mấy chục năm. Ông truyền lại nghề dệt chiếu cho dân làng Hới. Vì thế mà người dân làng Hới Thái Bình, quê hương ông, có được kỹ thuật dệt chiếu vô cùng tinh xảo. Và cũng từ đó trở về sau, ông được suy tôn là ông tổ nghề chiếu. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sâm Vật Ma. Vua núi vàng. Ngày xưa, ngày xưa, ở một thị trấn nọ, có một người lái buôn rất giàu có. Ông ta dồn hết số tiền của mình dành dụm được để mua hai con tàu lớn và chất đầy hàng hóa lên đó. Chuyến này, nếu bán được tất cả chỗ hàng trên hai con tàu, ta sẽ thu về rất nhiều tiền vàng và trở thành người giàu nhất thị trấn này. Vậy là ta đã mất hết tất cả tài sản tích góp trong bao năm qua. Xin chào ông. Người là ai? Ta là quỷ lùn. Hình như ông đang có điều gì phiền muộn trong lòng. Hãy nói với ta sẵn lòng giúp ông nếu có thể. Tất cả tài sản của ta đã bị cuốn trôi xuống biển sâu. Giờ ta chỉ còn một mảnh đất nhỏ và một căn nhà lụp xụp thôi tàn thôi. Ôi tổng gì, cái chuyện đó quá đơn giản. Ông muốn bao nhiêu tiền cũng có. Miễn là ông hứa với ta một điều: khi về nhà, cái gì chạm vào chân ông trước tiên thì sau 12 năm nữa, ông phải mang lại đây cho tôi. Bình thường khi mình về nhà, con chó hay chạy ra đón mình đầu tiên. Vậy thì nếu mình đồng ý với điều kiện hắn ta đưa ra thì cũng chẳng thiệt hại gì hết. Được, ta hứa với ông. Cha đã về rồi. Ôi không, sao lại là đứa con trai yêu quý của ta cơ chứ? Thời gian trôi qua, bác lái buôn không thấy có tiền của gì xuất hiện, nên bác cũng nguôi ngoai phần nào, nghĩ chắc rằng tên quỷ lùng chỉ nói giỡn chơi. Chả còn gì để ăn nữa rồi, hy vọng chỗ bát đĩa này sẽ đổi được ít tiền. Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Tuyệt vời, tất cả đều biến thành vàng trong nháy mắt rồi. Thật không thể ngờ được, số vàng này trị giá hơn cả số tiền mà ta gom góp được trước đây.
dù sao cũng còn đến 12 năm nữa, có gì ta từ từ tính sau cũng được. Nhờ có số vàng, bác mở cửa hàng buôn bán trong thị trấn và giàu có phát đạt hơn xưa. 12 năm sau. Cha ơi, có chuyện gì mà trông cha lo lắng thế? Năm xưa, khi con còn nhỏ, ta đã dại dột thề với một tên quỷ lùn 12 năm sau sẽ giao vật đầu tiên chạm vào chân ta khi về nhà cho hắn, để đổi lấy số vàng mà hắn đã cho ta. Không may, đó lại là con. Giờ đây, thời hạn đó sắp kết thúc rồi. Cha đừng quá lo lắng, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết của nó. Phải làm cách gì để ngăn không cho tên quỷ lùn chia rẽ hai cha con ta bây giờ? Trời ơi, có chuyện gì xảy ra thế này? Ta là bà tiên trông giữ khu rừng này. Nãy giờ ta đã nghe hết nỗi lòng của cậu và sẽ giúp cha con cậu thoát khỏi sự đe dọa của tên quỷ lùn kia. Được vậy thì tốt quá rồi. Xin bà hãy chỉ cách giúp con ạ. Con hãy dùng viên đá này vẽ một vòng tròn rồi đứng vào trong. Tên quỷ lùn đó sẽ không thể làm hại đến hai cha con của con đâu. Chào ông, hôm nay ta đến đây như đã hẹn. Ông có mang tới vật đã hứa với ta chứ? Ta không thể giao đứa con trai của ta cho ông được. Thay vì vậy, ta sẵn sàng dâng bất cứ vật gì khác cho ông. Không được, ông đã hứa như vậy thì phải giữ lời. Ông không thể nào chạm được vào chúng tôi đâu. Vậy nên hãy xóa lời thề đó đi. Không đời nào. Nếu ta không có được ngươi thì ông ta cũng không thể có được. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng người lái buôn và tên quỷ lùn quyết định đứa con sẽ không thuộc về ai. Ôi không, đứa con trai yêu quý của ta. Đó là cái giá phải trả cho việc lão dám nuốt lời hứa với ta. Hòn đảo này thật kỳ lạ, tất cả đều bằng vàng lấp lánh. Không ngờ trên hòn đảo này lại có một tòa lâu đài to đẹp như kia. Chàng trai trẻ, xin đừng sợ hãi. Ta vốn là nữ hoàng cai trị vương quốc núi vàng. Đã 12 năm nay, ta bị lời nguyền phù phép biến thành rắn. Bây giờ tôi phải làm gì để giúp nữ hoàng trở lại thành người đây? Khi màn đêm buông xuống, sẽ có 3 tên quỷ mang xiềng xích đến hỏi chàng làm gì ở đây. Chàng đừng đáp, kệ cho chúng muốn làm gì thì làm. Nếu chàng chịu đựng qua 3 đêm, phép thuật sẽ biến mất và ta sẽ được giải thoát. Mặc cho chúng dặn hỏi, dọa nạt các kiểu, chàng trai không mở miệng nửa lời, khiến chúng tức giận nhảy vào đánh đập chàng không thương tiếc. 2 đêm tiếp sau đó, chàng trai tiếp tục bị những tên quỷ hành hạ, nhưng chàng vẫn một mực im lặng. Khi ánh nắng mặt trời ló dạng, nữ hoàng từ bỏ lốt rắn, trở lại thành người. Chàng trai trẻ đã vì ta và vương quốc mà phải chịu quá nhiều khổ sở. Thứ nước này sẽ giúp chàng hồi sinh trở lại. Nhờ công của chàng trai, nữ hoàng và vương quốc đã thoát khỏi lời nguyền. Một lễ cưới linh đình đã được tổ chức và chàng trai trở thành vua núi vàng. Một thời gian sau. Có chuyện gì mà sao chàng buồn quá vậy? Bỗng dưng ta nghĩ đến người cha của mình, không biết giờ cha ta ra sao, còn sống hay đã chết. Đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay, chàng sẽ đến được bất cứ nơi đâu mà chàng muốn đến. Ước gì ta đến được thị trấn nơi cha ở. Tuyệt vời, ta đang bay trên bầu trời. Cha ơi, con đã về rồi đây. Chắc ngài nhầm tôi với ai rồi. Tôi cũng có một người con trai, nhưng thằng bé mất đã lâu trong một vụ đắm thuyền rồi. Con chính là con trai của cha đây. Ngày đó khi chiếc thuyền lật úp, con may mắn thoát chết và dạt vào bờ.
Cha còn nhớ vết sẹo này chứ? Con đã bị thương ở tay trong một lần té ngã từ trên cây. Đúng là con trai ta thật rồi. Ta cứ ngỡ con đã bỏ mạng dưới biển sâu rồi. Bằng chiếc nhẫn thần, nhà vua đưa cha về núi vàng trong nháy mắt. Trải qua một thời gian xa cách, giờ đây bác lái buôn sống hạnh phúc với con cháu ở lâu đài núi vàng đến cuối đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.